Con trai chủ nhà trọ trong clip đuổi người phụ nữ lên tiếng về lý do dẫn đến vụ việc. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chủ nhà trọ vứt quần áo đuổi khách thuê ra khỏi nhà, được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Vụ việc xảy ra tại khu trọ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Trường, là con trai của chủ nhà trọ cho biết, sự việc trong đoạn clip không giống như nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ. Người phụ nữ thuê trọ trong clip đã thuê 4,5 tháng ở nhà bố mẹ anh, nhưng lười lao động, chây ì không đóng tiền. Chị này đã ở trọ nhà mình 4,5 tháng nhưng chây ì không đi làm, không đóng tiền trọ. Bố mẹ mình có thương tình cho ở, nhưng mà nhiều lần giục giã không đóng nên bố mình mới tức và có hành động như vậy, Trường cho biết. Cũng theo Trường, trước đó người phụ nữ thuê trọ này đã từng thuê nhà ở gần đấy và cũng không đóng tiền nhà. Hiện nay chị này đã dọn đi và ở một nhà trọ gần đấy. Bạn quay đoạn clip này đăng lên TikTok vẫn đang ở khu trọ nhà mình và đã xuống xin lỗi bố mẹ mình, Trường chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.